Công an huyện Trảng Bom đang lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng ngụ tỉnh Đồng Nai về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom. Trước đó, do có mâu thuẫn từ trước với Lê Nguyễn Hoàng Long, 15 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, rạng sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Phan Thế Anh, 18 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, đã rủ 5 đối tượng, gồm Lê Trương Đức Anh, 15 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Nguyễn Thiên Phú, 14 tuổi, Trần Phạm Duy Sang, 17 tuổi, Hán Văn Vinh, 17 tuổi và Phan Đinh Việt, 14 tuổi, cả 4 cùng ngụ huyện Trảng Bom, mang theo 4 chai bom xăng và một dao phay, cùng đi đến nhà của Long để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nơi, do nghĩ xe ô tô tải biển số 60C61904 đậu trước nhà là của gia đình Long, nên đã dùng bom xăng và dao phay đập phá làm hư hỏng phần đầu và gây cháy nhỏ phía thùng xe, rồi nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường. Thực tế thì đây là xe của anh Trần Quốc Khánh, 46 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, đối diện nhà Long. Nhận được tin báo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 8 tháng 5, Công an huyện Trảng Bom đã bắt được các đối tượng sau 32 giờ gây án.